đâu có chọn mà cái chú tò mà trồng riêng mới biết được. Đúng rồi. Nhiều khi nó lẫn mình chả biết nó làm ở chỗ nào. Bây giờ phải gọi tên ABCD, mày ở đâu, mày lớn tới đâu rồi. Đó, thế thì mình gọi nó thì nó mới dạ, nó mới thưa được. Cái này, củ này trồng năm bao nhiêu nhỉ? Chắc cũng chục năm. Củ này chắc chục năm. Thấy mấy thằng buôn sâm ở bên Quảng Nam ấy, nó quay ấy, nó cũng sang bên mình nó mua đấy. Nó sang bên mang đi, nó mua, nó sang đây viện chở nó đi mà. Tú cho xem ảnh mà biết này, nó biết, em chở nó đi rồi, bảo nó đi mua sâm đấy. Mẹ để giữ đại của mình chứ sao lại bán cho nó. Nếu họ đâu có biết đâu. Để đây xem này, đã nhìn cái màu sắc của hoa thế đó. Ui, nhìn đố mọi người nhìn thấy nó là cái gì đấy. Tố mòm không? Tại vì nó lẫn cái lá cây. Nó lẫn cái lá cây nên là để cho nó xếp hàng ở đây cho mọi người thấy. Thấy không? Đó, củ này ở núi Ngọc Linh thì gọi là củ sâm Ngọc Linh, còn ở vùng khác người ta gọi là gì mình không biết, tại vì ở đây là trồng tại đây, trồng ở núi Ngọc Linh thì gọi là củ sâm Ngọc Linh. Đó, đống kết là như thế.